bạn rằng là ngày mai bạn chuyển đúng một phôi ngày năm loại một, có phần trăm nào một phần phôi đó tiếp tục phát triển thành hai túi thai thành sinh đôi hay không? Vẫn có bạn, vẫn có. Đối với mà sự tách đôi của phôi á, thì ngày năm đó vẫn có khả năng là nó vẫn có thể tách đôi, nhưng mà ít tình huống nó hiếm lắm, hay nó không nhiều. Phôi ngày năm đó lý do tại sao mà nó giảm cái khả năng mà đa thai đó. Phôi ngày ba thì nó có khả năng là nó phân chia tế bào và nó thành là song thai, ha, từ một phôi tách ra. Còn cái phôi ngày năm thì nó có nhưng mà nó cũng ít lắm, hiếm lắm, ha.